Huy Trần là một trong những trường hợp bị chính phủ Mỹ trục xuất mới đây vào ngày 1 tháng 6 năm 2018 vì những vi phạm pháp luật của mình, bất chấp thực tế là anh đã sống ở Mỹ gần 30 năm và nói thạo tiếng Anh hơn tiếng Việt. Năm 2000, Huy Trần theo mẹ sang Mỹ định cư, lúc anh được 8 tuổi. Tại Hoa Kỳ, Huy bắt đầu hút cần sa những năm cuối trung học. Khi lên Đại học Cộng đồng Alabama là tiểu bang mà gia đình anh cư ngụ, Huy quay sang dùng và nghiện thuốc giảm đau. Đến năm 2012, Huy bị bắt vì tội trộm cắp, bị kêu án tù 3 năm tại trung tâm chỉnh huấn Alabama. Mãn hạn tù năm 2015, Huy Trần bị đưa ra tòa di trú với phán quyết là trục xuất. Huy Trần đã đậu quốc tịch Mỹ từ năm 2010, nhưng anh đã không bao giờ có quốc tịch Mỹ. Giải thích lý do là mình không có quốc tịch Mỹ, Huy cho biết rằng: tôi đã đậu và được dặn trở lại 90 ngày sau. Tôi đã không bao giờ trở lại, nghiện ngập làm cho tôi trở thành bất cần đời. Đó là tại sao tôi không có chứng chỉ nhập tịch, vì tôi không bao giờ trở lại để làm lễ tuyên thệ. Vì nằm trong diện trục xuất, Huy Trần bị giữ lại trong trại giam. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2018, anh đã được chuyển từ nhà tù bang Louisiana về nhà tù bang New Jersey trước khi được đưa ra phi trường New York. Hiện là tôi đang sống ở Sài Gòn. Ngày 1 tháng 6 sau khi trục xuất tôi thì họ đưa tôi về đây. Bây giờ tôi đang ở với anh chị họ. Tôi phải kiếm việc làm, cái gì cũng là ở đây. Được hỏi là anh có gặp khó khăn lúc gì đến phi trường hay không thì Huy Trần trả lời: không, thực sự không có gì. Khi tôi đến phi trường thì một người đưa tôi vào một căn phòng. Một người khác hỏi lý lịch của tôi, hỏi lý do vì sao tôi đến Mỹ. Ông này tiếp tục hỏi đi hỏi lại tôi sẽ ở đâu, sẽ làm việc gì. Và tôi trả lời là tôi không biết, tôi sẽ đến ở nhờ nhà bà con và hy vọng là họ sẽ giúp tôi. Tôi nói gia đình tôi ở Hoa Kỳ, tôi có mẹ ở bên đó. Từ Alabama, mẹ của Huy Trần là bà Nguyễn, chỉ hay tin con mình bị trục xuất từ nhà tù về lại Việt Nam. Trong một phút ngắn ngủi, anh Huy Trần được phép gọi mẹ từ phi trường. Khoảng gần 2 giờ trưa theo giờ New York thì cháu gọi về, nói cháu đang ở phi trường New York, người ta sẽ đưa cháu về Việt Nam. Cháu chỉ gọi được trong một phút thôi, tới đó người ta đưa cho cháu một giấy thông hành có chữ ký của người Việt Nam. Những người Việt đến Mỹ mà từng phạm pháp khi chưa có quốc tịch, dù đã ra tù và trở lại cuộc sống bình thường, nhưng vẫn phải đi trình diện với ICE mỗi 6 tháng một lần, hoặc là mỗi năm một lần. Từ tháng 3 năm 2018 đến thời điểm này thì một số đã bị nhân viên ICE đến nhà bắt đi hoặc là bị giữ lại ngay khi trình diện với ICE. Chỉ 1-2 tuần đầu tháng 3 năm 2018. Gần 100 người Việt bị bắt lại rồi được chuyển về trại giam ở quận York ở Pennsylvania, ở trại giam Chrome ở Florida, nhà tù Illinois ở Arizona, ở trung tâm giam giữ Plumkin ở tiểu bang Georgia. Đây là số liệu theo trong thông cáo báo chí của APIRC, soạn thảo chung với các tổ chức yểm trợ khác như là Vietlit ở Philadelphia, SEARAC ở Washington DC, APIORC Asian Pacific Island Reentry Orange County là một tổ chức đấu tranh cho sự tái hòa nhập của người châu Á Thái Bình Dương. Anh Nguyễn Thanh Tùng, người sáng lập APIROC, người cũng đã từng bị cầm tù ở quận Cam, nói và chia sẻ về tình hình những người Việt bị trục xuất khỏi nước Mỹ gần đây. Cháu đã từng có Mỹ 18 năm tù rồi được thả ra năm 2011. Khi về lại quận Cam, mục tiêu của cháu là thành lập APIROC nhằm giúp đỡ cho những người ra tù có được một chương trình giúp đỡ để làm lại cuộc đời. Thời gian gần đây qua tìm hiểu, tụi em biết là chính phủ mới của Tổng thống Trump có liên lạc với chính phủ bên Việt Nam và yêu cầu Việt Nam nhận người bị trục xuất về. Sau đó xảy ra vấn đề là bên văn phòng sở di trú bắt đầu tìm người Việt Nam nhốt đi để chuẩn bị trục xuất. Khi trục xuất họ phải theo cái gọi là những người chỉ đến Mỹ sau năm 1995 thì sở di trú mới có quyền trục xuất. Đa số những người mà chính quyền Trump coi như là mục tiêu trục xuất là những người có tiền án trước khi trở thành công dân Mỹ. Phạm án rồi thì theo luật Mỹ coi như là mình mất quyền công dân, mình bị đưa qua một chương trình coi như là sẽ bị trục xuất về nước. Khổ nỗi là trong thời gian mà văn phòng sở di trú đi lùng bắt mấy người Việt Nam,
thì không biết là vô tình hay là cố ý, họ bắt luôn nhiều người đến trước năm 95. Hoàn cảnh đó rất là không công bằng vì những người đến trước năm 95 thuộc về chương trình tị nạn, không nằm trong trường hợp của hợp đồng. Và nước Mỹ về vấn đề trục xuất. Hơn 100 sinh viên không có giấy tờ hợp lệ sống ở khu vực Bay Area, Bắc California sẽ có cơ hội vào được đại học. Một phần là nhờ sự trợ giúp của ông Mark Zuckerberg, nhà sáng lập của Facebook, và vợ ông là bà Priscilla Chan. Theo nhật báo The Mercury News, trong suốt nhiều năm qua, cặp vợ chồng này từng tặng hàng triệu USD qua một tổ chức từ thiện của họ, có trụ sở đặt tại Washington DC, chuyên tặng học bổng cho các sinh viên di dân lậu. Năm nay, tổ chức Chan Zuckerberg Incentive to the Dream US sẽ tặng là 139 học bổng hệ 4 năm, với tổng trị giá lên đến 3,4 triệu USD cho các sinh viên ở địa phương. Một phần là trong nỗ lực nhằm đưa 400 di dân bất hợp pháp ở Bay Area được vào các đại học trong vùng trước năm 2020. Dreamers, tên thường gọi dành cho những người được mang vào Mỹ lúc còn nhỏ. Nhiều người từng theo học tại các trường ở địa phương hầu hết thuộc gia đình có lợi tức thấp, nhưng muốn tiếp tục theo học lên cao. Tuy nhiên, họ không được hợp lệ để được hưởng trợ cấp tài chính của chính phủ liên bang. Trường Đại học San Jose State University dự trù tiếp nhận hơn 50 sinh viên được cấp học bổng cho khóa mùa thu năm nay. Tổ chức The Dream US mặc dù đã xuất hiện chỉ mới vài năm trở lại, nhưng dữ kiện ban đầu cho thấy là khoảng 85% ứng viên được học bổng vẫn theo đuổi việc học hoặc đã tốt nghiệp. Ngoài việc làm vơi được gánh nặng tài chính, học bổng còn giúp các sinh viên có thêm được thời gian để tham gia các hoạt động trong trường. The Dream US từng lo lắng là sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống và nỗi sợ của các di dân bất hợp pháp có thể khiến cho các sinh viên di dân lậu ngần ngại, không dám nộp đơn vào đại học. Ông Gary Pertero, giám đốc một chương trình thuộc tổ chức, nói: mặc dù là phải trực diện với nỗi sợ, với nhiều sự bất trắc, họ vẫn thẳng tiến tới phía trước. Không cần biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, không ai có thể tước đoạt được sự giáo dục dành cho những người ham học này. Bên cạnh đó thì chính phủ Donald Trump này dự trù là sẽ bắt giữ cha mẹ hay những người thân khác nếu họ tìm cách đưa trẻ em vào Mỹ bất hợp pháp. Chính sách mới này của Mỹ nhằm triệt hạ các đường dây đưa người vào Mỹ bất hợp pháp và sẽ gồm việc nhận diện để bắt giữ những người lớn trợ giúp trẻ em đi một mình vào Mỹ, như trả tiền cho giới buôn người để đưa qua biên giới, các giới chức cơ quan cảnh sát di trú ICE cho hay hôm thứ Năm vừa qua. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi lớn lao đối với chính sách dưới thời Tổng thống Barack Obama, khi hàng chục ngàn trẻ em từ Honduras, Guatemala và El Salvador vượt biên giới, cho hay là để lánh nạn băng đảng và ma túy, được đưa đến người bảo trợ trên khắp nước Hoa Kỳ. Thành phần bảo trợ những trẻ em này thường là cha mẹ, người thân hay bạn bè của gia đình. Các giới chức ICE vào hôm thứ Năm đã không trả lời các câu hỏi của giới truyền thông về việc truy lùng thành phần bảo trợ hay có ai đã bị bắt chưa và sẽ bị tội gì. Giới tranh đấu cho di dân nói rằng họ đang tìm hiểu 3 vụ bắt giữ ở Texas, New Jersey và Virginia có thể liên hệ tới vấn đề bảo trợ. Những trẻ em có người bảo trợ bị bắt giữ sẽ được đưa đến một thân nhân khác hay sẽ được văn phòng định cư người tị nạn chăm sóc. Theo lời bà Sarah Rodriguez, phát ngôn viên của ICE, bà nói rằng những người bảo trợ đưa các trẻ em vào tình trạng nguy hiểm khi phó thác chúng cho những tổ chức tội phạm hung bạo sẽ phải nhận hậu quả về hành động này. Hành trình siêu xa hàng trăm năm của Gia Lai Team khởi hành là ngày 28 tháng 10 tại thủ đô Washington với đoàn quái thú tốc độ mang bản đồ Việt Nam. Trong khung cảnh thiên nhiên mùa thu nước Mỹ, dàn siêu xe của người Việt thực hiện hành trình kéo dài 8 ngày. Ngoài ra là một chiếc siêu xe Hybrid BMW i8 màu xanh. Trong đoàn còn có một số mẫu siêu xe khác như là Ferrari, Audi. Dàn siêu xe gồm nhiều mẫu Lamborghini, trong đó chủ yếu là dòng Aventador với nhiều phiên bản khác nhau.
Khoảng 20 xe tham dự hành trình năm nay, đoàn sẽ đi qua những thành phố lớn của Mỹ với những địa điểm chính là Washington, Myrtle Beach, Atlanta, Jacksonville và kết thúc vào ngày 4 tháng 11 ở Miami. Điểm xuất phát là ở thành phố Washington đã diễn ra thật là hoành tráng vào ngày 28 tháng 10 vừa qua. Các thành viên từ nhiều nơi trên nước Mỹ, một số năm còn có các tay chơi siêu xe từ Việt Nam sang tham dự. Siêu xe có thể được vận chuyển tới điểm tập kết bằng xe chuyên chở hoặc là bằng máy bay. Hành trình 2017 là lần thứ 5 được tổ chức, như là truyền thống hàng năm, xuất hiện nhiều nhất trong dàn xe này là những siêu bò Lamborghini. Gần 20 siêu xe trong đó nổi bật là những dòng xe hiệu suất cao như là Lamborghini Aventador, Audi R8 và V10 hay là McLaren 650S diễu hành trong hành trình 9 ngày qua nhiều thành phố ở Mỹ. Hội doanh nhân người Việt trên đất Mỹ, Zalai Team, đã tổ chức hành trình siêu xe với tên gọi là Zalai Rally 5. Đây là năm thứ 5 chương trình này diễn ra với mục đích là kết nối những người đam mê siêu xe. Theo chia sẻ của anh Trần Long, đại diện cho Zalai Team, ngoài kết nối đam mê, các xe tham gia hành trình đều dán hình bản đồ Việt Nam nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo khi xuất hiện tại các thành phố lớn ở Mỹ. Rất nhiều fan hâm mộ chụp hình và hỏi thông tin về bản đồ. Thành viên tham dự hành trình Zalai Rally 5 năm nay có trên 30 cặp, cứ 2 người một xe. Ở điểm xuất phát Washington DC, số lượng thành viên và xe khởi hành ít do là điều kiện đường xá đông đúc, chật hẹp. Số lượng tăng lên và đông đủ với trên 35 cặp tại điểm dừng ở chân Jacksonville. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.